Hello everyone, welcome back to Mix It Up! Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Hello Hào và Mix It Up. Hôm nay họ đem cái Mix It Up lại là tại vì hôm bữa giờ có rất là nhiều bạn ở trên channel của Hào là yêu cầu là Hào làm thêm cocktail đi. Và để thỏa lòng mong muốn của các bạn thì hôm nay Hào sẽ đem một cái món cocktail mà mình tự nghĩ ra. Lý do là hôm bữa ở nhà ngồi và các bạn biết là trời bên này là bắt đầu chuyển vào mùa hè rồi nên rất là nóng. Mà mỗi khi mà vào hè thì cái món cocktail mà Hào thích như là Hào đã cho các bạn biết đó chính là Apple Spritz hoặc là Negroni. Thì hôm nay Hào sẽ đem Apple Spritz nhưng mà với cái phiên bản mà rất là dễ uống cho người châu Á, cũng như là cái món này là ai cũng sẽ biết nếu như mình là người Việt Nam, nhất là những các bạn ở ngoài Hà Nội, bởi vì cái món nước thức uống này hồi đó Hào rất là thích. Và cái món cocktail này sẽ được gọi là Plum Spritz. Còn sẽ làm như thế nào thì Hào sẽ hướng dẫn với tất cả các bạn ngay sau đây. Và Hào cũng có một cái bí mật mà Hào sẽ bật mí ở cái cuối video này. Bởi vì các bạn hãy xem hết cái video này để xem cái bí mật của Hào là gì nhé. Đây không phải là classic cocktail, đây là creative cocktail. Có nghĩa là Hào tự nghĩ ra. Như là Hào đã nói ở tập trước, nếu các bạn còn thắc mắc thì các bạn sẽ xem ở đây. Cocktail này sẽ được dựa vào một cái nguyên liệu chính, đó chính là nước mơ. Nhưng mà Hào tìm được một cái, đó là hình như nó là rượu mơ ở một cái chợ Nhật Bản ở bên này. Thì đây là cái loại rượu mơ Hào mua ở bên này. Thì nếu như mà các bạn ở Việt Nam, các bạn muốn thì các bạn có thể dùng nước mơ thôi. Nhưng mà đây là nó là rượu rồi, các bạn nó sẽ có nồng độ cồn rất là cao. Nên khi mà pha chế Hào sẽ chỉ cho các bạn những cái tips mà nếu như bạn dùng nước mơ sẽ như thế nào, và bạn dùng cái này sẽ ra sao. Thành phần tiếp theo đó chính là sparkling wine. Thì hôm nay Hào sẽ dùng Prosecco. Prosecco có nghĩa là sparkling wine nhưng mà được làm từ Italy, là từ nước Ý. Không phải là champagne hay là cava. Champagne sẽ làm từ nước Pháp, cava sẽ được làm từ Spain, là Tây Ban Nha. Và một thành phần cơ bản và cuối cùng đó chính là một trái chanh. Và những dụng cụ chúng ta sẽ cần cho cái món cocktail này thì rất là đơn giản, đó chính là một cái ly uống rượu, là wine glass. Rồi mình sẽ cần một cái shaker để mà đo lường, một cái peeler và một cái đồ khuấy. Sáng nay thì Hào sẽ giải thích với tất cả các bạn về cái nghĩa built in the glass, cũng nghĩa là gì. Hôm bữa có một bạn comment trên một cái như là Negroni video. Thì built in the glass có nghĩa là bạn chỉ cần pha chế cái cocktail, bạn đổ những cái thành phần vào ly thôi, rồi sau đó served, chứ bạn không có phải là shaken. Đó có nghĩa là built in the glass. Built in the glass có nghĩa cũng có nghĩa là khi mà bạn build cái cocktail với những như là Manhattan hay là Old Fashion, hay là những cái cocktail mà nó stir, nó không có cần shake á, thì bạn nói là build in, có nghĩa là bạn bỏ những cái thành phần đó vào trong cái ly khuấy. Hoặc là built in the glass cocktail có nghĩa là chỉ là bỏ vào như thế này thôi và serve. Trước tiên là chúng ta sẽ cần 2 ounce rượu mơ. Lý do mà họ dùng 2 ounce rượu mơ là tại vì cái ly rượu này nó cũng hơi to, nên là 2 ounce sẽ đủ, bởi vì hậu cũng rất là nhiều. Mình sẽ bỏ vào nhé. Các bạn có để ý là tại sao mà họ để cái chai vodka này ở đây không? Cái chai vodka này ở đây á, là nếu như các bạn nào thích boozy á, là boozy. Các bạn có để ý là tại sao mà họ để cái chai vodka này ở đây không? Cái này á, là để cho bạn nào mà thích boozy á, là các bạn boozy và boozy. Các bạn có để ý là tại sao mà họ để cái chai vodka này ở đây không? Cái chai vodka này ở đây sẽ dành cho những bạn nào mà thích uống có nhiều rượu hơn. Ví dụ như là ở Việt Nam mình á, thì cái nước mơ, cái nồng độ cồn nó không có nhiều, nó chỉ chút xíu thôi. Nhưng mà cái rượu mơ này họ mua ở chợ Nhật á, cái nồng độ rượu rất là cao, nên mình sẽ không có cần phải thêm vodka vào. Nếu như bạn nào mà thích nó boozy một chút xíu á, thì bạn thêm khoảng 1 ounce vodka vào cái này là ok. Một điều nữa là lý do mà họ có cái trái chanh này ở đây á, là họ đã chuẩn bị trước. Bởi vì họ cứ nghĩ là cái này nó sẽ rất là ngọt, tại vì theo như là cái rượu mơ ở Việt Nam mình thì nó cũng ngọt lắm. Nhưng mà cái này nó rất là chua rồi nên họ sẽ không thêm chanh. Nếu như bạn nào mà làm mà dùng với rượu mơ mà tại nhà làm á, thì bạn muốn chua chua chút xíu thì bạn thêm khoảng nửa ounce chanh là được rồi. Còn cái này họ sẽ dùng garnish sau nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ đá vào. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái sparkling wine vào. Theo như đúng công thức á, thì spritz á, apple spritz mà hôm trước Hào chỉ các bạn á, là chỉ có đổ có sparkling wine vào thôi, các bạn nhớ không?
Nhưng mà đúng như công thức đó thì nó sẽ có thêm soda nữa. Nhưng mà soda làm gì khi mà nó loãng ra, đúng không, các bạn hiểu không? Nên là mình chỉ uống những cái này nó rất là boozy, vậy là đủ rồi, không cần phải thêm soda. Nên là cái này công thức nó cũng sẽ như vậy. Và một phần nữa là uống cái này sẽ rất là mau xỉn hơn là uống cái rượu mơ của Việt Nam mình, là tại vì oops, là tại vì cái này nó có nồng độ rượu cao. Mình sẽ bắt đầu đổ vào nhé. Và tiếp theo là phần garnish. Lần nào cũng vậy. Các bạn nhớ tập trước là old fashion không? Bây giờ sẽ lấy con dao này, làm rất là thủ công, nhưng mà nó rất là hợp lý. Ok. Thì nhớ là phải làm cho nó đẹp nên mình sẽ cắt cái này ra cái hình vuông. Ủa lộn, hình chữ nhật. Ok. Mình sẽ twist it. Thế là chúng ta đã có món Plum Spritz by Hello How. Và nếu các bạn làm ở nhà đó, nếu mà bạn nào thích ngọt á, thì các bạn thể để thêm một chút simple syrup là nước đường vào để mà nó hòa lại cái vị mà bạn yêu thích. Còn nếu không á, thì Hào nghĩ đây cũng thể đủ rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thử nhé. Khuấy lên. Cái này á là ống hút bằng inox của các bạn, là bảo vệ môi trường, là không dùng plastic straw. Ở nhà là không dùng plastic straw nhé các bạn. Rồi bây giờ mình thử nhé. Cái vị chua chua của cái plum rồi thêm sparkling wine nữa. Bởi vì Hào dùng Prosecco thì nó sẽ không có bubbly nhiều. Nếu mà các bạn dùng cava hay là champagne hoặc là sparkling wine đó, thì có thể là nó sẽ có nhiều cái bubbles, là những cái bọt, sữa bọt nhiều hơn. Cái thứ hai đó là cái này á, khi mà hai cái này nó hòa lẫn với nhau thì cái mùi plum, là cái mùi mơ nó sẽ rất là dịu khi mà cái sparkling nó hòa trộn với nhau. Cái thứ ba đó là cái thức uống mình yêu thích từ nhỏ, pha chế với lại cái loại rượu như thế này đó, thì nó cảm giác giống như là cả một bầu trời tuổi thơ trở lại, nhưng mà có một cái chút gì đó người lớn. Và cái vị để mà cho uống cái cocktail này ngồi giữa trời trưa nắng hè, ví dụ như là bạn ở bên này là trời mùa hè rất là nóng, hoặc là mình ở Việt Nam đó là trời đổ mồ hôi luôn, nhưng mà nhâm như những cái ly này ngồi tán gẫu với những đám bạn thì quá là tốt, phải không các bạn? Vậy thì tại sao mà các bạn không thử làm theo cách của Hào nhé? Nếu mà ai có rượu mơ ở nhà, hoặc là thử chạy ra chợ tiệm đi mua đi, bảo đảm sẽ rất là ngon. Và nhớ là phải gia giảm theo cái công thức mà nãy giờ Hào nói. Và cuối cùng là cái điều mà Hào muốn bật mí với tất cả các bạn, đó chính là Hào sẽ đem Mix It Up trở lại và sẽ thường xuyên hơn. Hào muốn hướng dẫn các bạn những cái loại classic cocktail, là những cái loại cocktail mà rất là cổ điển, hoặc là Hào sẽ lồng ghép vào đó những cái cocktail mình tự nghĩ ra để mà chia sẻ với tất cả các bạn những cái kinh nghiệm mà Hào đã có. Và Hào nghĩ là đây là cái thời gian tốt để mà đem lại, tại vì ở nhà vẫn còn quarantine, không có gì làm, với lại là Hào cũng yêu thích cái bộ môn này lắm, nên là tại sao không nào, đúng không? Nếu như các bạn coi đó thì các bạn nhớ là để lại những comment cho Hào nhé. Bởi vì những comment của các bạn, những cái like của các bạn sẽ là những cái động lực mà Hào làm thêm những cái này. Nếu các bạn không like, không comment, Hào không có biết là các bạn có thích hay là không. Không thích cũng nhớ nói, mà thích cũng nhớ nói để mà Hào biết nhé. Và một điều nữa là nếu như mà các bạn nào là bartender, hoặc là các bạn yêu thích người cocktail, các bạn có những cái ý kiến hoặc là những cái recipe nào mà các bạn muốn là Hào làm á, thì bạn nhớ để lại những comment, Hào sẽ làm cho các bạn xem nhé. Và mình sẽ cùng trao đổi cũng như là góp ý với nhau. Và nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe và chia sẻ rộng rãi nhé. Đừng quên để lại những comment cho Hào những gì mà bạn suy nghĩ về cái tập ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào, và maybe là Mix It Up với Hello Hào.